Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Tâm Đức sẽ chia sẻ 15 cái bước test máy vô cùng là quan trọng khi các bạn đi mua iPhone cũ. Thì như các bạn đã biết thì iPhone thì nó là một cái dòng điện thoại vô cùng là tuyệt vời và ai cũng muốn là được sở hữu nó. Và bởi vì thế nên hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cái cách làm sao để anh em mua máy chọn được cho mình những cái dòng máy tốt nhất và không phải mất thời gian để đi bảo hành hay là lỗi nọ lỗi kia. Thì điều đầu tiên mà anh em khi mà anh em test máy ấy, thì anh em hãy nhìn qua cái ngoại hình của nó xem là nó có bị xước hay không, xước nhiều hay không, bị móp hay không. Bởi vì khi mà bị xước nhiều ấy hay là móp nhiều ấy thì đồng nghĩa với lại chiếc máy đấy đã được sử dụng nhiều hơn cũng như là bị rơi vỡ nhiều hơn. Và đồ điện tử thì anh em đã biết rồi, tránh cái trường hợp gọi là rơi vỡ quá nhiều. Bởi vậy nên là khi mà anh em mua máy cũ, anh em hãy chọn cho cái ngoại hình của chiếc máy đó nó được đẹp và ít xước như mọi người nhé. Đó. Và điều thứ hai đó là anh em sẽ test âm thanh. Anh em test âm thanh này, lắp sim vào, nghe loa, đầu tiên là loa trong này. Và ở dưới đây thì nó sẽ có loa ngoài. Loa ngoài thì anh em lưu ý là nó nằm ở bên phải. Còn bên trái là mic nhá anh em nhá. Bên phải là mic chứ không phải là loa đâu. Nên là nhiều khi anh em thấy là nó không có kêu. Thì bên trái này họ làm cho mình một cái giải, cũng giải loa, nhưng mà nó làm cho đẹp thôi. Đó. Và anh em bật cái loa lên, nghe xem nó có to và rõ ràng hay không. Đó. Khi mà nghe gọi ấy thì nghe rõ ràng thì tức là máy đấy loa liếc ok. Và tiếp đó là anh em sẽ test micro. Test micro ở dưới đây nó có một cái micro âm thanh này, và ở trên camera trước nó cũng có một micro âm thanh. Bởi vậy nên là mọi người hãy vào cái phần ghi âm. Và cái phần ghi âm đó thì mọi người test alo 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 1 2 3 4, alo 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 alo. Đó, và mọi người nghe lại. Alo 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 1 2 3 4, alo 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 alo. Ok. Khi mà anh em test micro ấy thì anh em có thể là gọi điện cho số điện thoại khác và anh em đàm thoại xem micro đấy nó nghe âm thanh của mình nói ra cũng như là tín hiệu từ nơi khác nói đến mình nghe có rõ hay không. Và bước thứ tư anh em test đó là anh em hãy test camera. Camera thì nó có camera trước và camera sau. Thì camera trước ấy thì mọi người lưu ý là anh em test xem là nó có bị mờ hay không nhá. Đầu tiên thì nhìn vào cái lỗ camera này, nếu mà nó có màu đen trong thì tức là cái máy đó, cái camera đó gần như là nó chưa được sửa chữa. Và cũng như là cái màn hình cũng như là cái máy nó khít vào với nhau. Khi mà nó hở ấy, khi mà hở thì dùng một thời gian bụi nó sẽ vào và camera nó rất là xấu. Đấy, nên là mọi người hãy nhìn, trước tiên là mình nhìn ở bên ngoài xem là nó có trong và nó có đẹp hay không, nó có sạch hay không. Cũng như đằng sau cũng thế nhá, anh em xem là nó có bị bụi vào hay không. Nếu mà nó bụi vào thì anh em không nên chọn những cái máy đó. Bởi khi chọn những cái máy đó ấy, thì anh em dùng được một thời gian bụi nó vào rất là nhiều và nó sẽ rất là mờ. Đó. Và tiếp theo đó là anh em sẽ chọn, anh em sẽ mở cái phần camera ra và úp lại như này, hoặc là chọn một cái bề mặt trắng xem là cái camera đó nó có bị chấm đen ở trong đấy không. Nó gọi là bị đốm cam đấy anh em ạ. Đó. Khi mà bị đốm cam như thế thì chất lượng hình ảnh anh em chụp thì nó sẽ có một cái đốm màu đen đen. Và lúc đấy nhìn thứ nhất là nó sẽ rất là khó chịu, và thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh của chúng ta. Đó. Và tiếp theo đến phần thứ 5. Phần thứ 5 đó là phần các bạn có thể test màn hình. Test màn hình thì đầu tiên thì mình hướng dẫn cho các bạn là các bạn xem, các bạn vào phần cuộc gọi thì các bạn xem là tất cả màn hình bên trong này nó có sáng đều hay không, nó có bị đốm hay là bị phản quang hay không, có một cái vết trắng trắng bất thường nào đó ở màn hình hay không.
nếu mà nó có bị cái vết phản quang ấy thì cái màn hình đó thì các bạn cũng nên loại ra, bởi khi mà các bạn chọn những cái màn hình nó bị phản quang ấy thì cũng sớm hay muộn thì nó sẽ lan 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 ra, và khi mà lan ra như vậy ấy, thì nó rất là xấu. Thường thì những cái màn hình mà bị phản quang là một là do bụi vào này, hai là do vào nước này đó, và ba nữa là do màn hình đó đã sử dụng quá nhiều rồi. Nên là anh em hãy chọn cho mình cái màn hình mà nó bị ít phản quang, và bốn cái góc màn hình này này đấy nó hãy trắng đều, chứ nó đừng có bị mờ 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 ở bốn cái góc này nhiều quá. Khi mà nó bị bốn cái góc này nhiều quá ấy, thì đồng nghĩa với lại cái đấy, cái màn hình đó nó gọi là bị già màn hình đó. Và bước thứ sáu thì anh em hãy test cảm ứng. Đấy, anh em chọn một cái icon trên máy và test cảm ứng nhá. Anh em di di hết trên màn hình, di hết trên màn hình, di hết trên màn hình, xem là nó có bị nhảy đoạn nào không. Đấy, khi mà anh em test xong ấy thì màn hình thì nó sẽ từ iPhone 6s trở đi đến iPhone 11 Pro Max thì nó sẽ có cái phần gọi là phần 3D Touch. 3D Touch thì giúp mọi người có thể vào những cái ứng dụng nó nhanh hơn. Đấy, vào những cái ứng dụng hay hơn. Thì làm nào để bật 3D Touch? 3D Touch nó mặc định được iPhone cài đặt, thì mọi người ấy ấn giữ bằng lực một chút mạnh mạnh đấy thì nó sẽ hiển thị. Nếu mà như vậy tức là 3D Touch của anh em đã ok. Tiếp theo đó là phần số 7 thì anh em hãy test cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận và xem là nó có hoạt động chính xác hay không. Cảm biến ánh sáng thì anh em có thể test là khi mà anh em gọi 900 hay gọi cho ai đó thì anh em hãy bịt cái chỗ camera này đi đó, xem nó có tối hay không. Đấy, khi mà gọi điện cho ai mà nó tối ấy, thì cảm biến nó ok. Đấy. Bước thứ 8, mình sẽ ở bước thứ 8 này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để anh em test wifi cũng như là test 3G, test nghe gọi. Wifi thì mọi người vào cái phần wifi đó và anh em test xem là ở bên cạnh mình cũng như là mình đang kết nối với cái thiết bị ở gần nhà đấy nó có ổn định hay không. Vào YouTube này hay là vào website để anh em lướt xem là nó có ok hay không, và test xem là 3G với 4G nó có hiển thị hay không đó, và test luôn cả sóng 4G vào website cũng như là xem YouTube. Anh em nghe gọi nhá, nghe gọi, gọi điện nghe xem giọng nó có trong hay không, nó có ảnh hưởng vấn đề gì hay không. Bước thứ 9 anh em nha, bước thứ 9 thì anh em lưu ý nhá là khi mà anh em đã test bên trong rồi thì anh em hãy test những cái phím cơ, những cái phím bên ngoài như là phím nguồn này. Đấy. Phím nguồn này, phím tăng giảm âm lượng này, phím rung này. Anh em gạt ta xem rung nó có rung đều hay không. Đấy, và tăng giảm âm lượng bấm xem nó có nhẹ hay không, nó có bị bất thường gì hay không, hay là nhìn cái phần này xem là có cái tăng âm lượng hay giảm âm lượng nó bập bõm hay không. Nó bập bõm tức là cái máy đó đã được xử lý, một là thay này, thay cái cáp mà tăng giảm âm lượng, hai là nó không phải là vỏ zin chính hãng thì nó sẽ bị lỏng lẻo. Anh em nhìn nó đây này, nhìn nó liền lạc và nó bấm nó rất là chắc chắn và bấm rất là sướng. Đấy. Điều thứ 11, điều thứ 10 thì anh em test, anh em nhìn cái lỗ chân sạc cũng như là lỗ loa nó có sạch hay không. Và ở trong cái lỗ sạc này thì anh em sẽ cắm cái dây sạc vào test xem là sạc nó có ổn định hay không. Và kết nối vừa là sạc này vừa kết nối vào máy tính xem có nhận 3 Bluetooth hay không. Ở bước thứ 12 đó là anh em test la bàn. Thì anh em vào phần tìm kiếm đó. Đấy, phần tìm kiếm này và mình xoay đủ hướng. Đấy, nhiều những anh em mà làm đất đai hay là làm phong thủy, thích phong thủy thì cái phần mềm này là một cái phần mềm không thể thiếu được đúng không ạ? Đấy, cho nên là mọi người hãy vào phần la bàn và quay 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 xem là đủ các góc quạnh nó có quay không nhá. Đấy.
Điều thứ 13 là anh em sẽ test, cái này là cái vô cùng quan trọng này. Đó là cái nếu mà ở các thiết bị như 8 bờ thì anh em 8 bờ trở xuống thì anh em test cảm biến vân tay xem nó có nhạy hay không. Và khi mà từ iPhone X trở lên thì anh em hãy test Face ID, anh em nhận diện khuôn mặt, nhận diện khuôn mặt và tắt đi bật lại, mở bằng vân tay cũng như là Face ID 2 3 lần xem nó có nhạy hay không. Đối với những anh em mà có mồ hôi tay ấy thì anh em lưu ý là hãy lau khô mồ hôi tay đi, và có những trường hợp mà nó sẽ không nhận đâu, bởi vì là mình cũng rất là nhiều anh em bị mồ hôi tay nó sẽ không nhận, nên là anh em mà không nhận thì hãy nhờ những người khác test dùm mình nhé. Bước thứ 14, bước này cũng khá là quan trọng. Bước 14, sau khi mà anh em test được hết các quy trình test máy rồi thì anh em hãy reset dòng 2, xóa tất cả các cài đặt đi để tránh trường hợp là máy đó, một là bị iCloud, có một iCloud ẩn này, hai là máy đấy có phải là máy quốc tế hay không, máy đấy phải máy quốc tế hay không. Nếu mà máy lốc ấy thì anh em reset đi ấy, thì nó sẽ không active được, và lắp SIM mới vào thì nó sẽ đẩy ra mà nó không cho dùng đó. Và cuối cùng là bước thứ 15. Bước thứ 15 là một cái bước mình thấy là mình hơi bị ngược, tại vì với cái thời điểm hiện tại thì gần như là cái bước này là bước mà ai cũng test đầu tiên đấy, ai cũng quan tâm đến thời lượng pin phải không ạ? Đấy, thì pin, bước cuối cùng là kiểm tra pin. Kiểm tra pin thì kiểm tra như nào? Anh em có thể vào phần cài đặt này, và tất cả những cái thiết bị từ iOS mà 10 trở lên thì nó sẽ hiển thị pin ngay ở ngoài rồi, thì mọi người ấn vào pin, và ở đây thì nó sẽ hiển thị là tình trạng pin. Thế anh em vào kiểm tra tình trạng pin. Nếu tình trạng pin của anh em mà dưới 85% cũng như là 88% thì anh em có thể là nhờ cửa hàng có thể là bảo hành cho mình một cái cục pin mới. Còn nếu mà trên 92% hay 95% thì lời khuyên của mình là vẫn cứ sử dụng cái pin đó, và pin zin thì nó sẽ rất là tốt so với lại pin đã thay rồi. Tuy nhiên thì nếu mà anh em chưa yên tâm thì anh em có thể thay pin đó. Đó là 15 cái bước mà mình muốn chia sẻ cho anh em để anh em có cái nhìn tổng quan, cũng như là trước khi mà ra quyết định mua máy thì anh em có thể là có 15 cái bước quy trình test máy. Còn một cái điều cuối cùng đó là cái niềm tin. Nếu mà anh em trao được cho mình một cái niềm tin cho cái cửa hàng nào đấy thì anh em có thể hoàn toàn đặt cái niềm tin vào đó, và anh em chỉ cần qua lấy máy thôi. Rất là nhanh gọn phải không ạ? Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của Tâm Đức Mobile, và hẹn gặp lại các anh em ở video tiếp theo. Nếu mà các bạn thấy hay, hữu ích thì hãy subscribe kênh YouTube của Tâm Đức Mobile, và mình sẽ ra rất là nhiều những cái video khác nhau để review cho anh em. Cảm ơn anh em.